Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật thuyết pháp tại núi Kỳ Xà Quật, thành Hương Xá. Đại tỳ kheo tại pháp hội khi đó có 1250 người. Ngoài ra còn có 32,000 vị Bồ Tát do Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử làm thượng thủ. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc đó trong thành Phương Xá có một vị thái tử tên là A Xà Thế. A Xà Thế. Người này nghe theo lời bản ác là Đề Bà Đạt Đa đem cầm tù phụ thân của chính mình là vua Tần Bà Sa La muốn cướp đoạt ngài vị. Vua Tần Bà Sa La. Người đâu? Đem ông ta đi, nhốt lại cho ta. Nhốt ông ta vào ngục kín, 7 lớp tường ngục. Tất cả các ngươi nghe cho rõ đây, bất cứ là ai cũng không được tiếp cận ông ấy. Không được cho ông ta bất cứ thực phẩm nào. Canh gác nghiêm ngặt, cho đến khi ông ta đói chết mới thôi. Cứ như vậy, Thái tử A Xà Thế lên đăng quang ngồi vị. Hắn đối xử với chính phụ thân ruột của mình độc ác như thế, chính bởi vì một đoạn nhân duyên ly kỳ trong thời quá khứ. Vốn là vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu đã nhiều tuổi mà vẫn không có con cái, dù đã sử dụng chủng các phương pháp mong cầu mà vẫn chẳng được. Cho đến khi có một vị thầy bói nói với vua rằng trong núi có một vị tiên nhân, phải đợi đến 3 năm sau khi mạng người này hết, khi đó ông ấy sẽ chuyển sanh làm vương tử. Vua Tần Bà Sa La lòng khẩn thiết cầu con, yêu cầu tiên nhân lập tức xả mạng chuyển sanh, nhưng bị tiên nhân từ chối. Quốc vương trong lúc nóng lòng đã sai người đến giết hại tiên nhân. Vị tiên nhân trước khi chết đã có lời dự báo rằng sau khi chuyển sanh nhất định sẽ báo thù. Không lâu sau đó thì hoàng hậu mang thai, nhưng thầy bói sau khi quan sát biết được người con sau khi sanh sẽ gây bất lợi cho quốc vương. Vua Tần Bà Sa La trong lúc nhất thời sợ hãi đã đem đứa con vừa sanh ra ném từ trên tòa tháp cao xuống đất. Thế nhưng thật là không thể nghĩ bàn, hài nhi ngoài việc ngón tay bị gãy, toàn thân không hề bị thương. Quốc vương lúc này mới chợt thanh tỉnh, quyết định nuôi hoàng tử khôn lớn trưởng thành. Từ đó người ngoài đều gọi thái tử là A Xà Thế. Ý nghĩa của cái tên này là đứa bé ôm hận từ trước khi sanh ra. Đề Bà Đạt Đa chính là lợi dụng điểm này mới có thể xui khiến được A Xà Thế hại cha đoạt vương vị. Người này chính là hoàng hậu của Tần Bà Sa La Vương, cũng chính là mẫu thân của A Xà Thế, tên là Vi Đề Hy. Vi Đề Hy.
Vi Đề Hy đặc biệt cung kính vua Tần Bà Sa La vì không muốn đại vương bị đói khát mà chết. Bà mỗi ngày đều tắm gội thân thể sạch sẽ, rồi sau đó bôi bột lúa mì và mật ong lên thân. Lại đổ nước cho đầy vào trong mũ báu anh lạc, lén đi vào ngục mà kín đáo dâng lên cho đại vương. Xà Thế Đại Dương đã có lệnh trước, thật xin lỗi, quốc thái phu nhân xin người hãy về cho. Người xem, ta cái gì cũng không có mang theo, chỉ là muốn đến nhìn ông ấy một chút, chẳng lẽ như vậy mà cũng không được sao? À, việc này, mùi hương này thật là thơm quá. Hình như là có người nào đang ăn cái gì đó phải không hả? Hả? Nàng đến rồi. Thật tốt quá. Từ cửa sổ của căn ngục vừa khéo có thể thấy từ xa núi Kỳ Xà Quật nơi Phật thuyết pháp. Vua Tần Bà Sa La sau khi dùng thức ăn và nước nho do hoàng hậu lé mang tới dần dần khôi phục lại sinh khí. Đại Mộc Kiền Liên, ngài là thân hữu của tôi, hy vọng ngài hân phát lòng đại từ bi đến truyền thọ giới bát quan trai cho tôi. Tôn giả Mộc Kiền Liên. Liền theo đó, tôn giả Đại Mộc Kiền Liên đến chỗ lao ngục truyền thọ giới bát quan trai cho Tần Bà Sa La. Đức Thế Tôn còn phái tôn giả Phú Lâu Na đến vị vua mà thuyết pháp. Mỗi ngày đều như vậy, cho đến khi trải qua 21 ngày, vua Tần Bà Sa La được ăn mật khô, bột lúa mì, lại được lắng nghe thuyết pháp, nên sắc mặt càng thêm tốt đẹp tươi vui. Của ta hiện giờ vẫn còn sống chứ hả? À, bẩm đại dương, quốc thái phu nhân bôi bột mì và mật khô lên thân, lại giấu nước nho vào trong mũ anh lạc, mỗi ngày đều đem tới dâng cho phụ vương của ngài. Cái gì? Còn có Sa Môn Đại Mộc Kiền Liên và Phú Lâu Na bay từ trên hư không đến giảng kinh thuyết pháp nữa. Việc này chúng thần cũng không có cách nào cấm cản được. Hả? Thật là không thể tha thứ được. Mẫu thân của ta là giặc, lại đi đồng lõa với lão giặc kia. Còn bọn Sa Môn Mộc Kiền Liên đều là ác nhân, dòng chú thuật huyễn hoặc khiến cho tên ác dược kia nhiều ngày như vậy mà chẳng chết. Hôm nay ta lấy mạng của bà trước. Đại dương, xin nghĩ lại. Nguyệt Quang. Đại dương, thần có nghe qua trong Tỳ Đà Luận Kinh có nói,
Thế giới này từ kiếp sơ khai thành lập cho đến nay, rất có nhiều dương tử vì tham ngôi báu mà giết hại phụ dương của chính mình. Áp dương như thế này có đến hơn số 1,8 vạn người. Nhưng mà từ xưa tới nay, chúng thần chưa từng nghe qua có quốc dương vô đạo nào lại đi giết hại mẫu thân của chính mình. Hả? Không sai. Đại dương này nếu muốn làm chuyện sát nghịch thiên lý giết hại mẫu thân này, chẳng phải chính là đã làm ô uế dòng dương tộc sát đế lợi cao quý sao? Loại hành vi như thế này rõ ràng không phải là dòng dõi của Chiên Đà La, chúng thần không thể nào tiếp nhận nổi. Đi thôi, chúng ta không thể nào ở đây lâu được nữa. Kỳ bà, đến ngươi cũng chẳng giúp ta nữa sao? Đại dương, xin ngài hãy thận trọng hành sự, nhất định là không được sát hại mẫu thân của ngài. A Xà Thế nghe những lời ấy của chúng đại thần, chỉ còn biết sám hối cầu cứu, không còn dám hại mẫu thân mình. Hắn truyền lệnh cho nội quan cung đình nhốt mẫu thân Vi Đề Hy vào thâm cung, không cho phép ra ngoài nữa. Thường hay sai Tôn giả A Nan đến thăm hỏi con. Ngài con thực sự ưu khổ sầu lo đến cực độ rồi Thế Tôn. Ngài uy nghiêm đức trọng như vậy, con không dám mong cầu sẽ được gặp ngài. Chỉ mong ngài phái hai vị Tôn giả Đại Mục Kiền Liên và A Nan đến để cho con được gặp. Kiếp trước đã tạo ra những tội nghiệp gì lại sinh ra đứa con ác tử như vậy? Thế Tôn, ngài lại do có nhân duyên gì mà cùng làm quyến thuộc với Đề Bà Đạt Ma? Duy nguyện đức Thế Tôn, có thể vì con mà nói tường tận những nơi không có lo khổ, không còn phiền não. Con muốn giảng sanh về nơi đó, không còn muốn vương vấn cõi Diêm Phù Đề đầy trược ác này nữa. Ở nơi ngũ trược ác này, đâu đâu cũng thấy đầy những địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những chuyện bất thiện đâu đâu cũng có. Nguyện con chuyển sanh ở đời vị lai, không còn nghe thấy tiếng ác, không còn nhìn thấy người ác. Nay con hướng về Thế Tôn, năm dốc gieo xuống đất, chí cầu Thế Tôn thương xót, tiếp nhận sự sám hối của con. Duy nguyện Phật pháp trí huệ giống như ánh mặt trời chiếu rọi thân con, dạy con quán tưởng đến nơi cõi nước lành thanh tịnh. Thế Tôn, những cõi tịnh thổ nước Phật này tuy là đều rất thanh tịnh minh khiết, ánh sáng rực rỡ, nhưng mà
con chỉ hy vọng vãng sanh về cõi nước Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Duy nguyện Đức Thế Tôn dạy con phương pháp tư duy vãng sanh về cực lạc thế giới, để con có thể dụng tâm lãnh thọ. Nghe được lời nói của Vi Đề Hy, Đức Thế Tôn liền mỉm cười, liền có ánh sáng ngũ sắc từ miệng Phật phóng ra. Ánh sáng ấy xuyên qua chủng chủng tường vách đến nơi cuộc tối, mỗi mỗi ánh sáng đều chiếu rọi lên đỉnh đầu vua Tần Bà Sa La. Lúc đó vua Tần Bà Sa La dù bị giam cầm ngục tối, nhưng tâm tư kiến thức không bị chướng ngại. Ngài dùng tâm nhân nhìn thấy Đức Thế Tôn nơi xa, liền năm vóc sát đất hành lễ trong vẻ tự nhiên, tăng tiến đạo hạnh, thành tựu quả vị A-na-hàm. Này Thái Phu Nhân, có biết chẳng Đức Phật A-di-đà cách đây chẳng xa, bà nên chuyên tâm nhiếp niệm, quán tưởng thật kỹ cõi nước Tây Phương Cực Lạc, dùng tịnh nghiệp tam phước tu trì quán tưởng mà thành tựu. Nay ta sẽ vì bà mà tuyên thuyết rõ ràng các pháp quán ấy, cũng là khiến cho tất cả hạng phàm phu ở đời vị lai, những người muốn tu tịnh nghiệp đều có thể được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người muốn giảng sanh về cõi nước Cực Lạc Tây Phương nên tu tập ba loại phúc đức. Loại thứ nhất là hiếu thuận, nuôi dưỡng cha mẹ, tôn trọng phục trì bậc sư trưởng, có tâm từ bi, chẳng giết hại sanh linh, tu tập 10 loại nghiệp lành. Loại thứ hai, thọ trì tam quy, thành tựu đầy đủ các loại giới hạnh, cấm giới và chẳng phạm oai nghi. Loại thứ ba, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyên dạy người tu hành tinh tấn. Ba sự như vậy gọi là tịnh nghiệp. Này bà có biết chăng, ba tịnh nghiệp ấy cũng chính là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế ba đời chư Phật, quá khứ, vị lai, hiện tại. Lắng nghe cho thật kỹ, lắng nghe cho thật kỹ, khéo léo dùng tâm mà suy nghĩ thật kỹ. Ta nay sẽ vì tất cả chúng sanh ở đời vị lai, vì những người bị giặc phiền não nhiễu hại mà tuyên thuyết thiện nghiệp thanh tịnh. Lành thay, Di Đề Hy, bà đã khéo sớm hỏi được việc ấy. A Nan, ông nên lãnh thọ và ghi nhớ kỹ những lời ta nói, rồi rộng vì đại chúng mà tuyên nói lời Phật. Nay ta sẽ hướng dẫn Di Đề Hy và tất cả chúng sanh ở đời vị lai phương pháp quán tưởng cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Do bởi nguyện lực của Phật gia trì, các ngươi sẽ được tận mắt nhìn thấy quốc độ thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, giống như tay cầm gương sáng tự thấy rõ ràng diện mạo của mình nhỉ. Khi các ngươi thấy chủng chủng những sự vui cùng sự vi diệu của quốc độ ấy, tâm sanh vui mừng hoan nghỉ, lập tức chứng được vô sanh pháp nhẫn. Bà là phàm phu, tâm lực quán tưởng còn yếu kém, chưa có được thiên nhãn thần thông, nên chẳng thể thấy được cảnh giới nơi xa. Chư Phật Như Lai có phương tiện pháp môn đặc biệt, có thể giúp cho bà nhìn thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế Tôn, như hôm nay con nhờ oai lực của Đức Phật gia trì có thể thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu sau này khi Thế Tôn diệt độ, không còn Phật lực để mà nương nhờ, các chúng sanh trượt ác bất thiện, bị năm loại khổ não bức ngập, vậy họ phải làm thế nào mới có thể được thấy Phật A-di-đà cùng cõi nước Cực Lạc thế giới đây? Bà và chúng sanh đều nên phải chuyên tâm buộc niệm vào một chỗ, quán tưởng nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy thì quán tưởng như thế nào? Phàm tất cả chúng sanh có thể tư tưởng, những người không phải khi sanh ra đã bị đuôi mù thì đều có thể thấy mặt trời lặn về phía Tây. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nên phát khởi tâm tưởng nghĩ, ngoại đoan chánh thẳng hướng về phía Tây, quán tưởng thật kỹ nơi mặt trời sắp lặn xuống, để tâm niệm tập trung chuyên nhất và không tạp loạn. Nhìn thấy mặt trời sắp lặn xuống, hình dạng giống như mặt trống treo giữa không trung, bất kể là nhắm mắt hay là mở mắt đều có thể nhìn thấy thật rõ ràng, sáng tỏ. Đây gọi là pháp quán tưởng mặt trời, gọi là pháp quán ban đầu.
Kế tiếp theo đó là pháp quán tượng nước, chuyên tưởng thấy nước trong tịnh, thanh khiết, tâm niệm một chút cũng không tán loạn. Khi đã nhìn thấy nước rồi, lại nên quán tưởng nước biến thành băng, băng này trong sáng, thấu điện, giống như là lưu ly vậy. Quán tưởng lưu ly thành rồi, thấy đại địa do đất lưu ly tạo thành, trong ngoài, suốt chói, phía dưới đất có tràng phan làm từ kim cương, bảy báo, nâng đỡ đất lưu ly. Trong mỗi một báo lại phóng ra 500 tia màu sắc ánh sáng. Ánh sáng ấy giống như là hoa, lại giống như trăng, như sao, treo lững lờ giữa hư không, hợp thành một lâu đài ánh sáng. Trên lâu đài lại có 100.000 lầu cát do trong tứ báo hợp thành. Hai bên lâu đài đều được trang nghiêm bằng 100 ức hoa trà và vô số nhạc khí. Lại có 8 thứ gió mát từ ánh sáng nhẹ thổi phát ra, làm sao động các nhạc khí, vang ra tiếng diễn nói diệu pháp khổ không vô thường vô ngã. Đây chính là pháp quán tưởng nước, gọi là pháp quán thứ hai. Lúc quán tưởng nước này đã thành, mỗi mỗi cảnh vật đều phải quán thấy thật rõ ràng. Bất kể là lúc nhắm mắt hay là lúc mở mắt đều có thể khiến chúng không tan mất. Trừ lúc dùng cơm, những thời gian khác đều phải tưởng nhớ sự ấy. Quán tưởng như vậy gọi là thô tưởng. Thấy đất ở cõi nước Cực Lạc, nếu như có thể ở trong định nhìn thấy Tây Phương Cực Lạc quốc độ rõ ràng phân minh, thì sự thù thắng ấy không cách nào diễn thuyết. Đây chính là pháp quán tượng đất, gọi là pháp quán thứ ba. Người nên thọ trì nhớ kỹ lời ta, vì tất cả đại chúng ở đời vị lai muốn thoát ly khỏi biển khổ mà nói pháp quán tượng đất ấy. Nếu người tu hành có thể quán tượng đất nơi cõi nước Cực Lạc quốc độ, có thể trừ được tội sanh tử trong 80 ức kiếp. Sau khi xả thân chuyển thế, liền có thể giảng sanh tới cõi đất Phật thanh tịnh, có thể yên tâm không nên có bất cứ hoài nghi. Sau khi pháp quán tưởng đất đã thành, tiếp theo đó là quán tưởng cây báo. Người quán tưởng cây báo phải quán tưởng mỗi mỗi từng cây, lại phải quán tưởng từng hàng cây báo, xếp thứ tự đặc biệt ngay ngắn thẳng hàng, từng lớp phải có đến trên 7 lớp như vậy. Mỗi một cây báo cao 8.000 do tuần, các cây báo ấy đều đầy đủ hoa lá, làm bằng 7 báo. Lại có các vị chư thiên đồng tử tiêu dao tự tại cư trú trong những cung điện trong màn hoa lá báo ấy. Mỗi một đồng tử lại có 500 ức cho Ma Ni Thích Ca Tỳ La Già dùng làm chuỗi đeo anh lạc. Ánh sáng Ma Ni ấy chiếu rọi cả 100 do tuần, giống như ánh sáng của 100 ức mặt trời và mặt trăng hòa hợp cùng lại với nhau. Có ánh sáng lớn lại hóa thành đàn phan và vô lượng bảo cái. Trong bảo cái ứng hiện Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tất cả chư Phật, thập phương thế giới chư Phật cũng hiện bóng trong lòng báo ấy. Sau khi nhìn thấy những cái báo này rồi, cũng phải quan sát y theo mỗi mỗi thân cây, nhĩnh lá, hoa trái đều phải rõ ràng phân minh. Đây chính là pháp quán cây báo, gọi là pháp quán thứ tư. Tiếp theo đó, phải quán tưởng nước 8 loại công đức trong hồ Thất Bảo. Hồ nước 8 loại công đức ở Cực Lạc thế giới, tiếng nước chảy thần diệu nhu nhuyễn, diễn nói khổ không vô thường vô ngã, cùng các ba la mật, lại còn có tiếng tán thán dung nhan tốt đẹp, thân tướng to lớn của chư Phật. Từ trong chuỗi châu dương như ý phóng ra ánh sáng phi diệu màu vàng hoàng kim. Ánh sáng ấy hóa ra các giống chim 100 báo tuyệt đẹp. Chim ấy lại phát ra âm thanh hòa nhã, thường tán thán niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Đây chính là pháp quán tưởng nước 8 công đức, gọi là pháp quán thứ 5. Tây Phương Cực Lạc thế giới là cõi nước do vô số các loại chân báo hợp thành. Mỗi mỗi khu vực lại có 500 ức lầu báo. Trong những lầu các ấy lại có vô lượng chư thiên thần diễn tấu kỹ nhạc. Còn có các nhạc khí treo ở giữa hư không, giống như tràng báo cõi trời, chẳng cần đánh mà tự phát ra âm thanh. Pháp quán tưởng này thành rồi, gọi là thô tưởng thấy cây báo, đất báo và hồ báo ở Cực Lạc thế giới. Đây là tổng quán tưởng, gọi là pháp quán thứ 6. Các người hãy lắng nghe cho thật kỹ, rồi khéo dùng tâm suy nghĩ. Ta sẽ vì các người phân biệt giải thuyết phương pháp trừ khổ não.
các ngươi phải ghi nhớ thọ trì, rồi rộng gì đại chúng phân biệt giải thuyết. Thế Tôn, nay con nương nhờ oai lực Phật gia trì mới được thấy Phật A-di-đà cùng hai vị đại Bồ Tát. Nhưng chúng sanh vị lai sẽ phải thế nào để quán thấy Phật và hai vị Bồ Tát ấy? Người muốn thấy Phật A-di-đà nên sanh khởi tưởng niệm. Ở trên mặt đất bảy báo hợp thành, quán tưởng có hoa sen. Ở trên đài hoa sen ấy tự nhiên mà có bốn trụ tràn báo. Mỗi mỗi báo tràn cao lớn giống như trăm ngàn thước núi Tu Di. Trên tràn báo lại có các màn che báo như ở cõi trời dạ ma. Còn có 500 thước bảo châu vi diệu trang sức trang nghiêm. Bảo châu có các loại sắc vàng, mỗi mỗi sắc vàng phổ chiếu khắp cả mọi nước cực lạc. Nơi nơi biến hóa bất định, hiển hiện những tướng hình khác lạ, hoặc là biến thành đại kim cương, hoặc là biến thành màn lưới chân châu, hoặc lại biến thành mây mù sắc, tùy ý biến hiện ra, làm Phật sự ở khắp mười phương trong cõi nước. Đây chính là pháp quán tưởng tòa hoa sen, gọi là pháp quán thứ bảy. Hoa sen vi diệu như vậy chính là do bổn nguyện lực của pháp tạng tỳ kheo mà cảm thành. Nếu muốn thấy gặp Phật A Di Đà thì phải trước tưởng tòa hoa sen ấy, giống như nhìn thấy rõ ràng diện mạo của mình hiện trong gương vậy. Khi tu pháp tưởng này thành, có thể diệt trừ tội sanh tử trong 500 ức kiếp, tất định sẽ được giảng sanh về cực lạc thế giới. Quán tưởng đến bước này rồi, tiếp theo đó là quán tưởng Phật. Tại sao vậy? Vì chư Phật Như Lai là thân pháp giới, vào khắp trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên lúc các ngươi tâm tưởng đến Phật, tâm ấy tức là 32 tướng 80 tùy hình ảo. Do tâm quán tưởng đến Phật, tâm ấy là Phật. Chư Phật chánh biến tri rộng lớn thâm sâu như biển, đều là từ tâm mà tưởng sanh. Vì vậy phải nên nhất tâm buộc niệm quán tưởng thật kỹ Đức Phật A-di-đà. Sau khi quán tưởng này đã thành thì tượng của Phật A-di-đà và hai vị đại Bồ-Tát sẽ phóng ánh sáng kim sắc vàng chiếu rọi khắp các cây báo. Dưới mỗi cây báo đều có ba tòa hoa sen. Trên những tòa hoa sen ấy đều hiện lên tượng một vị Phật và hai vị Bồ-Tát biến hiện khắp cõi nước cực lạc thế giới. Đây chính là pháp quán tưởng hình tượng tam thánh, gọi là pháp quán thứ tám. Người tu hành quán tưởng như vậy sẽ tiêu trừ tội sinh tử trong vô lượng ức kiếp. Ở trong đời hiện tại lại có thể phát niệm Phật Tam Muội. Sau khi pháp tưởng này thành, tiếp theo nên quán tưởng thân tướng quang minh của Phật A Di Đà. À này, ông phải biết rằng thân tướng của Phật A Di Đà như trăm ngàn muôn ước sắc vàng diêm phù đàn nơi cõi trời dạ ma. Thân Phật cao lớn tới 60 vạn ức na do tha hành hạ xa do tuần, dựng bạch hào giữa hai mày xoay về bên phải, uyển chuyển như năm tòa núi Tu Di. Mắt Phật như nước trong bốn biển lớn, màu trắng và xanh biếc phân minh. Các lỗ chân lông nơi thân Phật đều biến hóa phóng ra ánh sáng như núi Tu Di. Vòng hào quang trên đỉnh đầu của A Di Đà Phật giống như trăm ức tam thiên đại thiên thế giới. Trong vòng hào quang ấy có trăm vạn ức na do tha hằng hà sa hóa thân Phật. Mỗi mỗi hóa thân Phật cũng lại có đông nhiều vô số các hóa thân Bồ Tát làm thị giả cho Phật. A Di Đà Phật có 84,000 tướng. Trong mỗi mỗi tướng đều riêng có 84,000 tùy hình ảo. Trong mỗi mỗi hình ảo lại có 84,000 quang minh. Mỗi mỗi ánh quang minh chiếu khắp cả mười phương thế giới, nhiếp trì thu nạp lấy chúng sanh niệm Phật, chẳng bỏ sót người nào. Phương pháp quán tưởng A Di Đà Phật phải từ mỗi mỗi một hình tướng hảo trong đó mà bắt đầu. Chẳng hạn như chỉ quán tưởng dần bạch hào giữa hai mày Phật, phải quán cho đến khi hoàn toàn thấu triệt tỏ rõ. Có thể quán tưởng dần bạch hào giữa hai mày thật rõ ràng, vậy thì 84,000 tướng hảo cũng tự nhiên hiển hiện. Người gặp được A Di Đà Phật cũng sẽ được gặp vô lượng chư Phật khắp mười phương. Vì được thấy gặp vô lượng chư Phật nên được chư Phật hiện tiền thọ ký cho người ấy. Đây là pháp quán tưởng khắp tất cả sắc thân Phật, gọi là pháp quán thứ chín.
Nếu như có người tu hành nhất tâm chuyên ý muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trước tiên nên quán tưởng tượng Phật A Di Đà cao 1 trượng 6 ở trên mặt hồ nước Tất Bảo. Như trước đã nói, A Di Đà Phật thân lượng cao lớn vô biên, chẳng phải tâm lực của phàm phu có thể kịp được. Nhưng do nguyện lực đời trước của Đức Phật A Di Đà gia trì, nên ai có tâm nhớ tưởng thì ắt sẽ được thành tựu. Cô xem, đó là gì vậy? Wow, thật là sáng quá. Đi, chúng ta cùng đi xem thử. Tiếp theo đó, Thế Tôn lại giảng nói về cửu phẩm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng chính là 9 bậc giai cấp. Người giảng sanh bậc thượng phẩm thượng sanh là: nếu có người phát nguyện cầu giảng sanh về Cực Lạc thế giới, cần phải phát tâm chí thành, tâm tin sâu và tâm hồi hướng phát nguyện. Người đầy đủ 3 loại phát tâm ấy nhất định có thể giảng sanh về Cực Lạc thế giới. Ngoài ra còn có 3 hạng chúng sanh có thể giảng sanh về nơi này. Một là có tâm từ bi, không sát sanh linh, nghiêm giữ các loại giới luật. Hai là người đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Ba là người tu hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh về nơi ấy. Người đủ các công đức này thì từ 1 ngày đến 7 ngày liền được giảng sanh. Người đắc thượng phẩm trung sanh không nhất định phải thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa, nhưng có thể khéo hiểu nghĩa thú, đối với đệ nhất nghĩa tâm chẳng kinh động, tin sâu nhân quả, chẳng hủy bán pháp Đại Thừa, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sanh Cực Lạc thế giới. Người đắc bậc thượng phẩm hạ sanh, người này cũng tin nhân quả, chẳng hủy bán Đại Thừa, nhưng chỉ phát tâm vô thượng Bồ Đề, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sanh Cực Lạc thế giới. Người đắc trung phẩm thượng sanh, nếu có chúng sanh thọ trì ngũ giới, trì bát giới trai, tu hành các giới, chẳng tạo ngũ nghịch, không có các tội lỗi, đem thiện căn này hồi hướng nguyện cầu sanh Cực Lạc thế giới. Người đắc trung phẩm trung sanh, nếu có chúng sanh hoặc 1 ngày đêm trì bát giới trai, hoặc 1 ngày 1 đêm trì giới sa di, hoặc 1 ngày 1 đêm trì cụ túc giới, oai nghi không kém thiếu, đem công đức này hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người đắc trung phẩm hạ sanh, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân, hiếu dưỡng cha mẹ, làm việc nhân từ thế gian, người này lúc lâm chung gặp được thiện tri thức, vì họ mà nói rộng những sự vui nơi quốc độ của A Di Đà Phật, lại nói với người ấy 48 nguyện của pháp Tạng Tỳ Kheo. Nghe chuyện ấy rồi, đến lúc lâm chung, trong khoảng thời gian tráng sĩ co duỗi chân tay, liền được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người đắc hạ phẩm thượng sanh, hoặc có chúng sanh tuy chẳng hủy bán kinh điển Đại Thừa, nhưng mà tạo nhiều nghiệp ác. Những người như vậy đã tạo rất nhiều ác nghiệp, lại không hề có chút ý niệm ăn năn sám hối. Những người này lúc sắp lâm chung gặp thiện tri thức, vì họ mà nói danh từ đầu đề của 12 bộ kinh Đại Thừa, do nghe tên các kinh như vậy, dứt trừ ngàn kiếp ác nghiệp cực trọng của người ấy. Trí giả lại bảo người này chắp tay xếp cánh xưng Nam Mô A Di Đà Phật, do xưng danh hiệu Phật nên tiêu trừ tội sinh tử 50 ức kiếp. Người hạ phẩm trung sanh, hoặc có chúng sanh hủy phạm ngũ giới, bát giới cho đến cụ túc giới, người ngu như vậy trầm vật tăng kỳ, trầm vật hiện tiền tăng, nói năng bất tịnh, không có tạm quý, tạo các ác nghiệp đã không biết ăn năn, lại còn tự cho vinh quang. Người tội như vậy do ác nghiệp đã tạo, phải đọa vào địa ngục. Đến lúc lâm chung, các lửa địa ngục đồng thời hiện đến. Trong lúc nguy nan như vậy, gặp được thiện tri thức, vì lòng đại từ bi, vì người ấy mà khen nói thập lực oai đức của Đức Phật A Di Đà, rộng khen quang minh thần lực của Đức Phật A Di Đà,
cũng tán dương giới, định huệ cho đến giải thoát tri kiến. Người ấy nghe rồi trừ tội sanh tử trong 80 ức kiếp, lửa mạnh địa ngục biến thành gió mát, gió thổi các thiên hoa bay đến, trên hoa đều có các hóa Phật, hóa Bồ Tát đến tiếp rước người ấy. Trong khoảng một niệm, người này liền sanh trong hoa sen, nơi hồ thất bảo của cực lạc thế giới. Trải qua 6 kiếp hoa sen mới nở, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng thanh phạm âm an ủi người ấy, vì người ấy mà nói kinh điển Đại Thừa thầm thâm. Nghe pháp ấy rồi, người ấy liền phát tâm vô thượng đạo. Người đắc hạ phẩm hạ sanh, hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch thập ác, đủ các việc bất thiện, người ngu như vậy do các ác nghiệp phải đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực. Người ngu như vậy đến lúc lâm chung gặp được thiện trí thức, dùng các biện pháp an ủi người ấy, vì người ấy mà nói diệu pháp, dạy bảo niệm Phật. Nếu như người ấy bị các khổ bức bách, vậy do không niệm Phật được, thiền hữu nên nói với người ấy: nếu ông không thể niệm Phật được, thì ông hãy xin danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ, chí thành chí tâm, xưng danh chẳng dứt, đầy đủ 10 niệm, xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm tiêu trừ tội sanh tử trong 80 ức kiếp, đến khi mạng chung thấy hoa sen vàng như dần mặt trời trụ trước người ấy, trong khoảng một niệm liền được giảng sanh cực lạc thế giới. Người này ở trong hoa sen đủ 12 đại kiếp, hoa sen ấy mới nở. Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh đại bi vì người ấy diễn nói thực tướng các pháp, nói các pháp trừ diệt tội. Người ấy nghe pháp rồi vui mừng, liền phát tâm vô thượng bồ đề. Khi Đức Thế Tôn nói đến đây, Vi Đề Hy cùng 500 thị nữ nghe những lời Phật nói, lại liền lúc đó thấy tướng rộng lớn của cõi nước cực lạc, được thấy sắc thân Phật và hai vị Bồ Tát, tầm sành hoan hỷ, khen chưa từng có, hốt nhiên đại ngộ, đạt được tâm an trụ vào cảnh giới không sanh không diệt. 500 thị nữ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tất cả đều phát nguyện giảng sanh về cực lạc giới. Đức Thế Tôn thọ ký cho tất cả họ đều sẽ vãng sanh, sau khi sanh nước cực lạc rồi sẽ được chư Phật hiện tiền tam muội, vô lượng chư thiên phát tâm vô thượng đạo. Người hành tam muội này hiện thân được thấy Phật A Di Đà cùng hai vị Bồ Tát. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân chỉ nghe danh Phật cùng hai vị Bồ Tát cũng sẽ trừ được tội sanh tử trong vô lượng kiếp, huống gì là nhớ niệm. Này A Nan, người phải ghi nhớ cho kỹ lời dạy của ta. Nên biết người có thể ghi nhớ kỹ những lời này chính là trì danh hiệu của A Di Đà Phật. Lúc này, Đức Thế Tôn chân đạp trên hư không trở về núi Kỳ Xà Quật. Sau đó, Tôn giả A Nan lại vì chư đại chúng chuyển nói rộng các sự việc, cảnh tượng pháp môn mà Phật đã nói ở trước. Vô lượng chư thiên, thiên long, dạ xoa nghe lời Phật nói đều rất vui mừng, lễ Phật rồi lui ra. Sau đó, vua Tần Bà Sa La vì bị giam cầm và đoạn tuyệt ẩm thực nên qua đời. Vua A Xà Thế sau khi kế vị dần dần thôn tính các nước nhỏ, uy trấn giang dội, kiến lập nên lãnh thổ Ấn Độ thống nhất về cơ bản sau này. Nhưng đến những năm cuối đời của Phật Đà, A Xà Thế dần dần sanh khởi tâm hối hận dày dò về tội hại phụ thân trong thời quá khứ. Lúc này toàn thân A Xà Thế mọc lên những u nhọt hôi thối, chịu đựng nỗi thống khổ bao trùm thân tâm. Lúc ấy Danh Y Kỳ Bà đến bái kiến vua A Xà Thế, liền an ủi người rằng:
tuy là ngài đã phạm vào trọng tội mà trời người không thể nào dung thứ được, nhưng mà tâm hổ thẹn sám hối có thể cứu ngài được. Bởi vì Đức Thế Tôn đã từng nói như thế này: có hai loại thiện nghiệp có thể cứu độ chúng sanh, một là tàm, hai là quý. Tàm là bản thân không làm ác, quý là không dạy người làm ác. Tàm là sự hổ thẹn đến từ nội tâm, quý là sự phát lộ bộc bạch ra ngoài cho người khác biết. Tàm là cảm giác có lỗi với người, quý là cảm giác có tội với lương tâm trời đất. Người có trí huệ có hai hạng, một là hạng người không tạo tội nghiệp, còn lại là hạng người tuy đã tạo tội nghiệp nhưng biết sám hối. Người ngu cũng có hai hạng, một là người đã tạo tội nghiệp, còn lại là người muốn ẩn chứa che giấu tội nghiệp. Kỳ Bà nói với vua A Xà Thế: Phật Đà từ bi, đối với bất cứ người nào cũng nhân từ như một, không hề có ưu ái hay oán hận. Khẩn xin A Xà Thế mau đến trước Phật Đà sám hối. Nhưng vua A Xà Thế nghĩ đến chủng ác loại tội nghiệp mà mình đã tạo, không có dũng khí đến gặp Phật Đà cho đến một ngày. A Xà Thế, A Xà Thế con. A Xà Thế, Phật Đà đã sắp giết đổ rồi. Nếu con còn không mau đến trước Phật sám hối, e là con sẽ chẳng gặp được Phật Đà nữa. A Xà Thế, những tội nghiệp con đã phạm, chỉ có Phật Đà mới có thể cứu độ được. Cũng chỉ có người mới giúp con sau này không phải chịu nỗi thống khổ nơi địa ngục tối tăm nữa. Phủ Vương, Phủ Vương, Phủ Vương, Phủ Vương. Vua A Xà Thế sau khi nghe lời cảnh tỉnh của Phủ Vương mình, quả nhiên là đến trước Phật Đà sám hối chủng tội nghiệp đã tạo trong quá khứ. Với sự khai thị từ bi của Đức Thế Tôn, hiểu được Phật Pháp, tăng trưởng thiện căn Bồ Đề, sửa đổi tội lỗi. Ta trước khi nhập Niết Bàn còn chờ để độ vua A Xà Thế. Đây là do bởi vua A Xà Thế trong kiếp quá khứ đã từng phát tâm Bồ Đề, nhưng sau đó lại để quên mất. Nhờ nhân duyên này ta mới muốn độ và độ được người ấy. Vua A Xà Thế từng cúng dường 73 ức chư Phật, thường theo chư Phật để nghe diệu pháp, tâm ấy không dời tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sau này vua A Xà Thế trở thành đại hộ pháp của Phật giáo thời đó. Ngài tích cực đề xướng Phật Pháp, khiến cho bách tính trong nước với sự phổ chiếu của Phật Pháp và được an cư lạc nghiệp. Sau khi Phật diệt độ, 500 vị La Hán tập kết lời Phật dạy, vua A Xà Thế làm hộ pháp cho họ. Khi Đức Maha Kajip kết tập kinh điển trong 49 năm hoằng pháp của Thế Tôn, vua A Xà Thế là đàn việt trong đó, cúng dường tất cả tư cụ.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.